Đầu con to nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi đi nào, chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi đi nào, chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Tập 162, cuộc chiến với tóc. Gần đây sao thế nhỉ? Tóc rụng rất nhiều. Bố đầu nhỏ, tóc bố liệu có rụng hết không? Bố cũng không biết nữa. Có điều nói mới nhớ, hình như bố cũng sắp tới độ tuổi dễ rụng tóc rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, anh vẫn chưa tới tuổi rụng tóc đâu. Nhất định là gần đây anh mệt mỏi quá. Mẹ Tạp Dê, tóc của bố đầu nhỏ liệu có rụng hết không? Nếu thực sự như vậy thì cũng chẳng có cách gì hay. Không được, con phải làm anh hùng tìm lại tóc cho bố đầu nhỏ. Đây đã, con sẽ lấy vỏ lon này. Con đầu to, con dùng nó làm gì vậy? Con có một kế hoạch rất quan trọng. Đây là tiền bán vỏ lon. Tiền này hình như vẫn chưa đủ. Mẹ Tạp Dê, tiền mừng tuổi của con vẫn ở chỗ bố mẹ phải không? Sao con lại nhớ tới chuyện này? Vì con cần dùng đến tiền, cho nên mới hỏi mẹ. Dùng tiền? Con dùng tiền làm gì? Con muốn mua tóc giả cho bố đầu nhỏ. Con đầu to, bố đầu nhỏ chưa cần dùng tóc giả đâu. Chỉ là gần đây bố gặp áp lực khá lớn. Ăn nhiều đồ giúp mọc tóc sẽ ổn thôi. Đồ giúp mọc tóc? Đây gì vậy ạ? À? Ví dụ như vừng đen, mộc nhĩ, chỉ cần là màu đen thì đều được. Được, vậy chúng ta sẽ làm món ăn giúp bố đầu nhỏ mọc tóc. Mẹ Tạp Dê, con tìm thấy rồi. Cái này có được không? Cái này cũng màu đen. Cái này cũng không có vấn đề gì, có thể dùng để nấu canh. Mẹ Tạp Dê, con chỉ có thể tìm thấy từng này thực phẩm màu đen thôi. Chúng ta có cần đi mua không? Được, con đầu to. Vậy chúng ta đi mua thôi. Dùng tiền mừng tuổi của con để mua đồ giúp mọc tóc cho bố đầu nhỏ. Được không, mẹ Tạp Dê? Được thôi, nghe con. Thơm quá mẹ Tạp Dê. Hai mẹ con đã giấu bố nấu món gì mà ngon thế? Bố đầu nhỏ, bố về rồi hả? Đợi một lát là có thể ăn cơm rồi. Bố nhìn nhầm rồi ư? Sao lại là con đầu to đang nấu cơm? Mẹ Tạp Dê không có nhà hả? Anh không nhìn nhầm đâu. Là em và con đầu to cùng nhau chuẩn bị bữa ăn đặc biệt cho anh đó. Bữa ăn đặc biệt? Đó là thứ gì vậy? Đây là thứ gì? Mẹ Tạp Dê, em sợ trong bụng anh chưa có đủ mật hay sao mà phải bổ sung cho anh như thế này hả? Chuyện này là sao? Bố đầu nhỏ, bố đừng nghĩ nhiều, nếm thử món canh này đi. Gà đen ư? Đây là canh gà ác, rất tốt cho sức khỏe. Còn đây là gì? Đây là con mực. Món canh này đen như vậy là vì trong đó có vừng đen và đầu đen. Bố đầu nhỏ, mau ăn đi. Đây là món ăn giúp mọc tóc mà con và mẹ Tạp Dê nấu cho bố đó. Món ăn giúp mọc tóc. Con đầu to nghe nói gần đây anh hay bị rụng tóc thì rất lo cho anh. Sợ bố đầu nhỏ biến thành bố đầu trọc. Cho nên con đã bàn với em nấu cho anh một món ăn giúp mọc tóc màu đen.
Tất cả những nguyên liệu trong canh này như gà ác, cá mực đều dùng tiền mừng tuổi của con đầu to để mua đó. Cảm ơn mẹ tạp dề, con đầu to. Gần đây bố có công việc rất quan trọng, cho nên thường xuyên phải tăng ca. Áp lực quá lớn nên dẫn tới bị rụng tóc. Giờ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, bố có thể nghỉ 3 ngày rồi. Nghỉ 3 ngày. Ôi ngon quá. Cảm ơn hai mẹ con. Giờ tóc của bố sẽ không bị rụng nữa. Không bị rụng nữa. Nhiệm vụ bảo vệ tóc của bố đầu nhỏ đã hoàn thành. Bố con khéo tay. Bố đầu nhỏ, đây là tủ bố mới mua hả? Đúng thế, bố muốn mua cái tủ này từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa có thời gian đi mua. Hôm nay cuối cùng đã rảnh, đợi lát nữa bố lắp nó vào. Hả? Phải tự mình lắp ư? Đương nhiên, niềm vui khi mua đồ nội thất thế này chính là tự mình được lắp đặt mà. Con cũng muốn giúp. Vậy không được, thứ này nếu làm không tốt sẽ khiến chính mình bị thương. Lắp một cái tủ ư? Sao không thể để cho con đầu to cùng làm? Anh nhìn con đi, bây giờ buồn bã không vui. Anh chỉ lo con bị thương, bị kẹp tay thì phải làm sao? Không làm được việc khó thì làm việc đơn giản cũng được. Con đầu to sẽ trưởng thành. Lẽ nào sau khi con trưởng thành cũng cần anh tới lắp đồ đạc hả? Cũng phải rèn luyện và trưởng thành chứ. Nói cũng có lý. Trợ lý linh kiện. Đương nhiên, lắp đồ nội thất, ngoài một số linh kiện lớn thì còn rất nhiều linh kiện nhỏ nữa. Bố cần một trợ lý giúp bố quản lý những linh kiện nhỏ đó. Không biết con có muốn làm không? Đương nhiên là muốn. Lần này con muốn làm anh hùng quản lý linh kiện. Một cái đinh. Đinh đi ạ. À, giỏi lắm. Giờ bố cần một miếng lông đen, chính là mảnh sắt nhỏ hình tròn, ở giữa có lỗ. Tìm thấy rồi, bố đầu nhỏ. Chính là cái này. Làm tốt lắm, con đầu to. Chúng ta nghỉ một lát rồi làm tiếp. Được ạ, không thành vấn đề. Đúng rồi, con nhớ lại một việc. Túi đựng dụng cụ này được đó chứ, bố đầu nhỏ. Được lắm, nhìn rất ngầu, rất chuyên nghiệp. Chúng ta bắt đầu thôi, bố đầu nhỏ. Cho bố một cái ốc vít màu vàng. Tốt lắm, sắp sửa hoàn thành rồi con đầu to. Chúng ta nghỉ một lát rồi làm tiếp, được không? Con đầu to. Bố đầu nhỏ, con làm mất hết những linh kiện còn lại rồi. Không sao, mất thì tìm lại là được. Vừa rồi con đã đi qua những nơi nào? Giờ chúng ta bắt đầu đi tìm đinh vít. Tìm được một cái ở đây. Lại thu hoạch được một cái lông đen. Còn thiếu mấy cái nữa con đầu to. Nhất định là còn đinh vít rơi ở góc chết nào rồi. Phải làm sao đây? Góc chết? Đúng vậy, chính là những góc mà bình thường chúng ta không kiểm tra tới. Phải nghĩ cách thôi. Nếu không, tủ của chúng ta sẽ không có cánh cửa. Con nói xem có đúng không? Con đầu to, con đang làm gì thế? Con làm một chiếc xe thu hồi, chuyên để thu hồi đinh ốc. Xe thu hồi. Đúng là rất hiệu quả.
Sao thế, bố đậu nhỏ, không có đủ đinh vít hả? Không phải không đủ, mà còn thừa vài cái. Chắc là đinh vít bố làm mất từ trước, hôm nay cũng tìm lại được. Thì ra là vậy. Giờ tủ đã lắp xong rồi. Đinh vít thừa ra, đợi lát nữa phân loại. Chiếc xe thu hồi này đúng là rất tuyệt. Nhiệm vụ anh hùng quản lý linh kiện đã hoàn thành. Tập 163, Sứ giả hòa bình. Các anh hùng nam tử hán, xông lên. Con đầu to, bố đến xem mấy đứa chơi thế nào. Chơi vui lắm ạ. Đám con trai bọn con cùng chơi trò đánh trận. Đúng thế, không có con gái thật là tốt. Không có con gái thật. Con đầu to, sao các con không chơi cùng các bạn nữa? Bọn con không thích chơi với họ. Cậu về làm gì? Bọn mình đi chơi đồ hàng đi. Ồn ào quá đi. Con trai bọn con tự chơi thì tốt hơn. Như vậy không được. Mình phải để con trai nhận ra điểm tốt của con gái. Chúng phải chơi cùng nhau mới tốt. Xin chào các cô bé. Các cháu có muốn chơi cùng bọn con đầu to không? Không đâu, con trai chỉ toàn gây rối. Cái bình hoa này để dùng đựng nước. Đại hội nhảy múa trong mương bắt đầu. Bọn cháu muốn tự chơi đồ hàng. Phải làm sao đây? Xem ra muốn để con trai con gái chơi cùng nhau, phải tạo ra một số rắc rối nhỏ mới được. Đúng rồi, tạo ra rắc rối. Các cậu xem, mình tìm được gì này? Bóng laser hả? Bánh đồ nước sao? Hình như là bản đồ kho báu. Nhưng bản đồ kho báu này bị tách rời rồi. Khó ghép quá. Đến mình cũng sắp hết kiên nhẫn rồi. Mấy cậu con trai, gặp phải chuyện gì vậy? Bố đầu nhỏ, mau tới giúp bọn con ghép bản đồ kho báu này đi. Ây da, cái này khó quá. Chắc mấy đứa cần nhờ mấy bạn nữ cẩn thận tỉ mỉ tới giúp mới được. Bạn nữ? Được rồi, con đi làm sứ giả hòa bình, nhờ họ tới giúp. Đầu to cố lên. Cho nên bọn mình cần các cậu giúp. Nhưng bọn mình không muốn chơi cùng các cậu. Có phải các anh lại muốn chơi xấu không? Bọn mình hứa sẽ không chơi xấu. Xem ra mình phải tạo ra một chút tinh thần đoàn kết. Mau Dung Dung, cửa nhà cây của cháu bị làm sao vậy? Trời ạ, cửa nhà cây của bọn mình bị chặn rồi. Không đẩy ra được. Con trai ai cũng là lực sĩ đó. Đúng vậy, mình có thể giúp các cậu đẩy nó ra. Làm tốt lắm, con trai. Giỏi quá, cảm ơn. Mau Dung Dung, chúng ta đi giúp bọn anh đầu to ghép bản đồ kho báu được không? Đương nhiên, chúng ta thích nhất là giúp đỡ lẫn nhau mà. Tuyệt quá, chúng ta đi thôi. Bản đồ kho báu ở căn cứ bí mật. Mấy đứa trẻ này sao không cảm ơn mình chứ? Ghép xong rồi. Tốt quá. Bản đồ kho báu cho thấy trong hòm kho báu có giấu một gói kẹo mút sơn tra rất lớn. Vậy chúng ta cùng đi tìm thôi. Được. Trước tiên đi thẳng.
sau đó rẽ phải theo rừng cây nhỏ. Anh đầu to, đây là bên phải hả? Đúng, đi theo anh. Kẹo mút sơn tra ngon thật đó. Chứ còn gì nữa, đây là loại kẹo mút tốt cho tiêu hóa mà bố đã mua đó. Cảm ơn con cái bọn em đã giúp bọn anh kép bản đồ kho báu. Cũng cảm ơn con trai đã giúp bọn em mở cửa nhà cây bị kẹt. Giờ con trai con gái chơi cùng nhau tốt biết bao. Con đầu to, con làm sứ giả hòa bình rất tốt. Đúng thế, con trai con gái đoàn kết lại mới là tốt nhất. Ốc vít nhỏ chăm chỉ. Nhảy. Đầu to, mẹ tạo về ra lệnh. Đồ chơi dùng xong phải dọn gọn vào. Biết rồi, ốc vít nhỏ mà tránh ra. Đừng chặn đường của mình. Mình sẽ giúp cậu dọn dẹp đồ chơi. Tùy cậu. Vậy mình phải bắt đầu dọn dẹp thật vui vẻ nào. Ốc vít nhỏ, con đang làm gì vậy? Con đang dọn dẹp đồ chơi của đầu to. Đây là những đồ chơi không bị hỏng gì. Còn những đồ chơi này có hỏng hóc, cần sửa xong mới chơi được. Còn trong thùng rác thì sao? Đồ chơi bị hỏng quá nặng, không thể sửa được. Giỏi lắm, ốc vít nhỏ làm việc thật chăm chỉ. Ốc vít nhỏ, cậu dọn dẹp đồ chơi xong chưa? Đã xong. Ôi, sao cậu lại vứt kết quả của mình đi? Nó đã bị hỏng, không thể sửa được nữa. Hỏng rồi cũng không được vứt đi. Đây là phần thưởng đầu tiên mình có được khi đi học mẫu giáo. Xác nhận lần nữa, đã không thể nào sửa chữa được. Mất đi giá trị giải trí. Không được, không thể vứt. Nó có ý nghĩa kỷ niệm. Đồ chơi không thể sửa thì không có ý nghĩa, cần phải vứt đi. Xem ra quan điểm của hai đứa trái ngược nhau rồi. Đi nông trại chơi thôi. Mẹ tạp dê, bố đầu nhỏ, ốc vít nhỏ, nhanh lên nào. Đèn pin không cần mang, chúng ta sẽ về nhà trước khi trời tối. Vợ bóng bàn không cần mang, hôm nay không đủ thời gian chơi bóng. Bánh mì không cần mang, tới nông trại chắc chắn sẽ ăn đồ ở đó. Bố đầu nhỏ, ốc vít nhỏ đang làm gì vậy? Ốc vít nhỏ chăm chỉ đang chấp hành mệnh lệnh của mẹ tạp dê, giúp sắp xếp những đồ mang đi nông trại. Cậu ấy chậm quá đi. Đến nông trại, phải đề phòng bị muỗi đốt. Dầu gió phải mang theo. Nước rửa tay cần mang, ô cần mang. Đầu to, nhớ không được tùy tiện hái cây cối không biết rõ. Tránh xa động vật nguy hiểm. Danh sách động vật nguy hiểm gồm có rắn, chuột, nhện, rết, ong, cáo. Thu hoạch được nhiều rau củ tươi như vậy, cảm giác thật là thích. Cả nhà vất vả rồi, mau nghỉ ngơi một lát đi. Để tôi chuẩn bị cơm trưa cho mọi người. Muốn ăn gì nào? Cháu muốn ăn. Đợi chút, để cháu tiến hành tổng kết dị ứng. Cái gì cháu cũng ăn được. Tôi cũng vậy. Tôi cũng thế. Được, vậy hãy gọi món theo tiêu chuẩn khẩu phần dinh dưỡng bình quân do Hiệp hội Dinh dưỡng Thế giới công bố. Bố đầu nhỏ, ốc vít nhỏ nhiều chuyện quá. Ăn bữa cơm cũng phức tạp như vậy. Cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta. Ốc vít nhỏ, cậu cứ từ từ tìm nha. Chắc thìa của mình bị rơi trên xe rồi. Được, mình nhất định giúp cậu tìm được thìa. Giờ thì không còn nghỉ máy căng nhằn nữa rồi. Chết, bố quên mang mồi câu. Mồi câu ở trong túi bên dưới cùng của ba lô màu xanh. Bố đầu nhỏ, có ai thấy mũ che nắng của em đâu không? Không thấy. Mũ che nắng và kem chống nắng ở trong túi đừng leo.
Bố đầu nhỏ giỏi thật, còn biết mang theo ô. Là ốc vít nhỏ bảo bố mang theo. Cậu ấy đã xem dự báo thời tiết. Ốc vít nhỏ, mình xin lỗi. Mình không nên nhốt cậu ở trong này. Xin lỗi đầu to, mình không tìm thấy thìa của cậu. Không sao, thìa của mình ở ngay trong ba lô. Vậy thì mình yên tâm rồi. Không khí trong lành quá, chúng ta ăn picnic nha. Đây đã, vừa mới mưa, dùng tấm vải trong nước này là thích hợp nhất. Ốc vít nhỏ, cảm ơn con đã khiến chuyến du ngoạn hôm nay rất thuận lợi. Đúng vậy, cậu đúng là anh hùng của cả gia đình ta.